Quý vị và các bạn đã cùng đến bản tin thể thao ngày 10 tháng 5 và sau đây sẽ là những nội dung chính. Vòng 1 giải quần vợt Rome Master chưa có bất ngờ lớn nào xảy ra. Huấn luyện viên Claudio Ranieri nhận giải thưởng huấn luyện viên Italia xuất sắc nhất năm. Ông Michel Platini từ chức chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là những thông tin đến từ vòng 1 giải quần vợt Rome Master. Giải đấu này được xem là màn tập dượt quan trọng cuối cùng trước khi các tay vợt bước vào cuộc tranh tài tại Roland Garros. Và ngay sau đây là diễn biến của những trận đấu đáng chú ý nhất. Trận đấu đáng chú ý nhất của vòng 1 Rome Open thuộc về cuộc đối đầu giữa Anna Ivanovic và Pavlyuchenkova. Dù không được xếp làm hạt giống tại giải lần này, nhưng tay vợt đến từ Nga Pavlyuchenkova đã cho thấy cô không hề dễ khuất phục khi khiến cho Anna Ivanovic gặp nhiều khó khăn. Nhưng ở những thời điểm quyết định, Ivanovic đã phát huy được kinh nghiệm và giành điểm số quan trọng, qua đó có được chiến thắng với cùng tỷ số 6-4 sau 2 set. Tương tự là trường hợp của Venus Williams, đối đầu với tay vợt đồng hương trẻ hơn mình tới 11 tuổi là Coco Vandeweghe, nhưng Venus vẫn thể hiện đẳng cấp khi đánh bại đối thủ chỉ sau 2 set để giành quyền vào vòng 2. Cái tên tiếp theo giành quyền đi tiếp là Lucie Safarova. Safarova đã dễ dàng vượt qua Francesca Chiavone để hẹn gặp Misaki Doi ở vòng trong. Vẫn là những thông tin liên quan tới quần vợt. Vào cuối năm 2015, sau một mùa giải khá thành công thì Andy Murray đã lên tiếng muốn gắn bó lâu dài với huấn luyện viên Amélie Mauresmo. Tuy nhiên, bước sang năm 2016, Murray thi đấu xuống dốc, nhưng chứng rõ nhất là việc anh mất chức vô địch Rome Master vào tay của Novak Djokovic. Và điều này là một phần nguyên nhân khiến tay vợt Vương quốc Anh quyết định chia tay huấn luyện viên Mauresmo. Sau thất bại trong trận chung kết Rome Master diễn ra hôm qua, Andy Murray đã thông báo anh chính thức kết thúc hợp tác với huấn luyện viên Amélie Mauresmo. Quyết định này là thỏa thuận chung của hai bên. Như vậy, sau gần 2 năm gắn bó, Murray và Mauresmo đã đường ai nấy đi. Tuy nhiên, họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Dưới sự dẫn dắt của Mauresmo, tay vợt đến từ Vương quốc Anh đã có thêm vào bản thành tích của mình 7 danh hiệu, bao gồm 2 danh hiệu Master 1000 và 2 danh hiệu đầu tiên trên mặt sân đất nện, đồng thời chinh phục Davis Cup cùng đội tuyển quần vợt Anh. Đáng tiếc là trong 2 năm qua, Murray chưa có được danh hiệu Grand Slam nào dù có 2 lần vào đến chung kết. Và mới đây nhất, anh đã mất vị trí số 2 thế giới vào tay của Roger Federer. Hy vọng ở giải Rome Master đang diễn ra, một Murray không có huấn luyện viên sẽ thi đấu tốt và lấy lại thứ hạng của mình. Thưa quý vị và các bạn, với thành tích giúp Leicester City đăng quang chức vô địch Premier League lịch sử, huấn luyện viên trưởng của đội bóng này, ông Claudio Ranieri đã tiếp tục được vinh danh với những phần thưởng cao quý. Cụ thể, thuyền trưởng có biệt danh là gã tự Hàn vừa được nhận danh hiệu huấn luyện viên Italia xuất sắc nhất năm. Cùng Leicester City tạo ra chiến tích phi thường, huấn luyện viên Claudio Ranieri đã nhận được giải thưởng dành cho những huấn luyện viên Italia xuất sắc nhất năm có tên Enzo Bearzot. Giải thưởng này được bình chọn bởi một ban giám khảo bao gồm các tờ báo thể thao lớn nhất đất nước hình chữ ủng. Phát biểu trong lễ nhận giải, chiến lược gia 64 tuổi cho biết: "Thành thật mà nói, tôi vẫn chưa tin được những gì mà Leicester đã làm được ở mùa giải năm nay. Chúng tôi bắt đầu mùa giải với mục tiêu tránh xuống hạng, nhưng rồi bạn đã thấy Leicester làm được những gì. Giải thưởng này là nhờ đóng góp rất lớn của toàn đội, và tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới tất cả mọi người." Giải thưởng Enzo Bearzot được hình thành vào năm 2011 để tôn vinh huyền thoại Bearzot, nhà vô địch World Cup 1982 và đã qua đời vào năm 2010. Cũng trong buổi lễ này, ông Ranieri còn được nhận thêm giải thưởng Palma d'Oro do Ủy ban Olympic Italia trao tặng. Trong khi đó, tiền đạo chủ lực của Leicester City mùa giải năm nay là Jamie Vardy vừa mở học viện bóng đá mang tên V9 với mục đích tìm kiếm và động viên những tài năng xuất thân từ các giải đấu nghiệp dư. Chia sẻ về quyết định của mình, Vardy cho biết: "Ngày càng có nhiều cầu thủ bị đào thải khỏi các lò đào tạo trên khắp nước Anh. Tôi cũng lâm vào trường hợp tương tự vào năm 16 tuổi. Vì thế, tôi đã thành lập học viện V9 nhằm tạo cơ hội cho những trường hợp như vậy. Qua đó, giúp họ có thể tiến tới một hợp đồng chuyên nghiệp ở mức cao nhất có thể." Cách đây vài năm, Jamie Vardy vẫn còn là một cầu thủ nghiệp dư, nhưng hiện tại, chân sút 29 tuổi đã trở thành nhà vô địch Premier League và là niềm hy vọng mới của bóng đá Anh tại kỳ Euro sắp tới. Chính vì thế, Học viện bóng đá V9 chắc chắn sẽ là nơi Vardy truyền cảm hứng thông qua câu chuyện của đời mình tới các thành viên của học viện. Song song với đó, cá nhân Vardy nói riêng và câu lạc bộ Leicester City nói chung cũng vừa đón tin vui khi cầu thủ xuất sắc nhất Premier League mùa giải năm nay là Riyad Mahrez vừa lên tiếng khẳng định anh muốn được tiếp tục cống hiến cho bầy cáo trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, ngay sau khi thất bại trong nỗ lực kháng cáo lên Tòa án Thể thao Quốc tế về án phạt cấm tham gia vào hoạt động bóng đá, thì ông Michel Platini đã tuyên bố từ chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA. Theo đó, Tòa án trọng tài thể thao CES chỉ giảm mức án cấm hoạt động bóng đá của ông Platini từ 6 năm xuống còn 4 năm. Ngoài ra, CES cũng giảm tiền phạt với cựu danh thủ bóng đá Pháp từ 57.200 bảng xuống còn 42.900 bảng. Kết quả này không như những gì cựu danh thủ người Pháp mong đợi. Vì vậy, ông cho biết mình sẽ từ chức. Thông tin này cũng được chính các luật sư của ông Platini xác nhận. Trước đó, ông Platini đã bị Ủy ban đạo đức FIFA cấm hoạt động bóng đá trong vòng 8 năm do vi phạm quy chế của tổ chức này. Quan chức người Pháp bị cáo buộc có những khoản thu chi thiếu minh bạch. Ở một diễn biến khác, ngay sau quyết định từ chức của Platini, UEFA đã lên kế hoạch tiến hành một cuộc họp để bàn về nhân sự thay thế cho cựu danh thủ người Pháp. Theo nhận định, ông Angel Maria Villa, chủ tịch tạm quyền của UEFA, đồng thời là phó chủ tịch FIFA, cùng tổng thư ký UEFA, ông Theodore Theodoris, đang nổi lên là hai ứng cử viên nặng ký nhất. Ngoài hai cái tên kể trên, hai phó chủ tịch của UEFA là Michael Van Praag và Giancarlo Abete cũng hứa hẹn sẽ là những đối thủ tiềm năng trong cuộc chạy đua giành ghế chủ tịch UEFA. Jose Enrique gia nhập Liverpool vào năm 2011 với mức giá 5 triệu bảng. Sau mùa giải ra mắt cho đội bóng thành phố Cảng, sự nghiệp của cầu thủ này đã sa sút không phanh và chỉ thi đấu 12 trận cho Liverpool tại Premier League. Mùa này, chấn thương cũng khiến cho hậu vệ 30 tuổi mới chỉ ra sân được 3 lần cho lữ đoàn đỏ. Chính vì vậy, Liverpool đã quyết định thành lập hợp đồng với Jose Enrique để anh có thể đàm phán với các câu lạc bộ khác ngay từ thời điểm này. Hiện tại, một số câu lạc bộ tại Tây Ban Nha đã để ý đến hậu vệ này và có thể sẽ chiêu mộ anh trong thời gian tới. Ở một diễn biến khác, tiền vệ Nemanja Matic của Chelsea đã thẳng thắn thừa nhận anh sẽ tìm kiếm một bến đỗ mới để tìm lại động lực thi đấu. Trước đó, báo giới Italia đồng loạt đăng tải thông tin cho rằng ngôi sao người Serbi đã có cuộc đàm phán với Juventus. Tuy nhiên, điểm đến yêu thích của Matic là Manchester United, nơi anh có thể tái hợp với người thầy cũ Jose Mourinho. Dù Man U và người đặc biệt vẫn chưa chính thức lên tiếng về tương lai, nhưng nhiều khả năng chiến lược gia người Bồ sẽ tiếp quản chiếc ghế nóng tại sân Old Trafford trong thời gian tới. Ở vị trí thủ môn, dù David De Gea của Manchester United vẫn tiếp tục có một mùa giải với phong độ cực cao, nhưng Kasper Schmeichel xứng đáng trở thành người gác đền số 1 ở Premier League mùa này, khi anh chính là mảnh ghép quan trọng giúp hàng thủ của Leicester City trở thành hàng thủ thuộc diện vững chắc nhất ngoại hạng Anh. Bốn cái tên góp mặt trong hàng thủ của đội hình tiêu biểu là Hector Bellerin, Toby Alderweireld, Christian Fuchs và Wes Morgan. Tất nhiên, nổi bật nhất chính là thủ quân của bầy cáo. Trung vệ người Jamaica luôn là một thủ lĩnh thực thụ, anh phòng ngự vững chắc và cũng có hai bàn thắng quan trọng tại giải ngoại hạng cho Leicester City. Ở hàng tiền vệ 4 người gồm những gương mặt N'Golo Kante, Dele Alli, Dimitri Payet và Riyad Mahrez. Không cần phải bàn cãi, cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải 2015-2016 Riyad Mahrez chính là cái tên nổi bật nhất. Những bàn thắng, những pha kiến tạo của tiền vệ người Algeria chính là cảm hứng để đội bóng của anh đang quang mùa này. Trên hàng tiền đạo, không ai xứng đáng hơn hai cái tên Harry Kane và Jamie Vardy. Lúc này Kane đang hơn Vardy một bàn, nhưng vai trò của tiền đạo số 9 bên phía Leicester City là nổi trội hơn so với chân sút 22 tuổi của Tottenham. Chính Vardy cũng là người lập nên kỷ lục mới của giải ngoại hạng khi có 11 trận liên tiếp nổ súng ở mùa giải năm nay. West Ham United vừa bất ngờ sảy chân trong cuộc đua tới top 5 khi họ thất bại 1-4 trước Swansea City và khiến cơ hội dự cúp châu Âu mùa tới của mình trở nên mong manh hơn. Tuy vậy, thầy trò huấn luyện viên Slaven Bilic vẫn giữ vững lập trường còn nước còn tát, và nhất là khi đối thủ sắp tới của họ là Manchester United, đội đã loại họ khỏi FA Cup cách đây một tháng. Chúng tôi sẽ quyết tâm giành một chiến thắng, cho dù cơ hội để tham dự cúp châu Âu mùa sau là không thực sự khả thi. Toàn đội đều hiểu đây là trận đấu cuối cùng trên sân Upton Park và một chiến thắng để kỷ niệm ngày này sẽ là một món quà đặc biệt để dành tặng cho sân vận động, nơi đã lưu giữ rất nhiều lịch sử của câu lạc bộ. Với đội khách Manchester United, chỉ cần thắng 2 trận đấu cuối cùng, họ sẽ nắm chắc vị trí thứ 4 và tràn trề cơ hội dự Champions League mùa tới. Đó là mục tiêu hoàn toàn khả thi với Quỷ Đỏ lúc này vì họ đang có phong độ khá cao. Cuối tuần qua chúng tôi gặp Norwich, một đội đang cố gắng trụ hạng. Còn trận đấu tới, chúng tôi phải đối mặt với một đội sẽ chia tay sân nhà của họ. Chắc chắn West Ham muốn một chiến thắng trong ngày đặc biệt này. Chúng tôi đang gặp khó khăn khi Martial bị chấn thương và tôi đang không biết phải dùng ai để theo kèm Andy Carroll khi Fellaini bị treo giò. Quả thực Louis van Gaal và các học trò sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi lực lượng của họ bất ngờ bị sứt mẻ vào thời điểm quan trọng như thế này. Nhưng với những con người hiện tại, Quỷ Đỏ hoàn toàn đủ khả năng đánh bại đối thủ của mình. Trận đấu giữa West Ham và MU sẽ được đài truyền hình kỹ thuật số VTC tường thuật trực tiếp vào lúc 1:45 sáng mai theo giờ Việt Nam. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón xem. Thưa quý vị và các bạn, tại V-League năm 2016, nhiều câu lạc bộ và cầu thủ đã có những phàn nàn về công tác trọng tài và vấn đề này đã thực sự trở nên nổi cộm ở vòng đấu thứ 9. Trong đó, tổ trọng tài điều khiển hai trận đấu là FLC Thanh Hóa gặp Sông Lam Nghệ An và trận đấu giữa Hà Nội T&T gặp Hải Phòng thực sự khiến người hâm mộ có một quyền đặt ra câu hỏi về sự trung thực của các ông vua sân cỏ. Sai lầm lớn nhất của trọng tài ở vòng đấu thứ 9 vừa qua diễn ra trên sân Thanh Hóa giữa đội chủ nhà và Sông Lam Nghệ An. 3 phút trước hết giờ, đội khách vẫn đang dẫn trước với tỷ số 2-1 và nhiều khả năng họ sẽ giành trọn 3 điểm khi trận đấu kết thúc. Tuy nhiên, quyết định của trọng tài Hà Anh Chiến, người điều khiển chính trận đấu này, đã làm thay đổi kết quả của trận đấu. Ở phút 87, hậu vệ Trần Đình Hoàng của Sông Lam Nghệ An đã có pha phạm lỗi với tiền đạo Oma bên phía chủ nhà Thanh Hóa ở ngoài vòng cấm địa. Nhưng trọng tài Hà Anh Chiến lại cho đội chủ nhà được hưởng một quả đá phạt đền. Từ đó FLC Thanh Hóa đã tìm được bàn gỡ 2 đều. Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết. Trước mắt thì ban trọng tài nhận định đó là những cái sai lầm về chuyên môn của các trọng tài. Vì ngoài các bằng chứng về chuyên môn ra thì chưa có một cái cơ sở nào để khẳng định đó là vấn đề tiêu cực. Nếu là tiêu cực thì chắc chắn phải được chuyển hồ sơ cho các cơ quan chức năng xem xét xử lý tiếp. Cùng chung quan điểm với ông Nguyễn Văn Mùi, chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế cho rằng năng lực của các trọng tài hiện tại đang thực sự là một vấn đề. Một số trận vừa rồi trọng tài ta nhìn chung là chưa đáp ứng nhiệm vụ. Ở đây từ đó thì chúng ta có thể nói được rằng tức là hiện nay trọng tài ta khá yếu. Hôm qua thì bản thân đội bóng thắng cũng còn kêu, tại vì có quả bóng vào đến 70 phân rồi mà không biết thế nào để mà quyết định được, đúng không? Phương pháp trọng tài đâu để không giải quyết được vấn đề đó, và cái đó là rất là nghiêm trọng. Cũng cần phải nhắc lại vụ trọng tài Hà Anh Chiến. Chính trọng tài này là người bắt chính trận đấu giữa Thanh Hóa và Hoàng Gia Lai tại vòng 15 của V-League mùa giải năm ngoái. Trong một tình huống mà tiền đạo Đình Tùng bên phía đội chủ nhà đã để bóng chạm tay trước khi ghi bàn gỡ hòa 2 đều cho đội chủ nhà. Khi được hỏi về trọng tài Hà Anh Chiến, liệu có hay không vấn đề về tư tưởng tiêu cực, ông Mùi đã chia sẻ. Ông thể lấy quá khứ của một trọng tài, trước đây ông đã từng có sai lầm, bây giờ ông sai lầm lại thì bảo đó quy kết đó là một cái tư tưởng, tôi nghĩ đó là nó cũng chưa phải là hết sức khách quan. Còn cái sai lầm của Hà Anh Chiến hôm qua là hết sức rõ ràng và có thể hiện có việc là người ta cho là không khách quan vì có biểu hiện là làm lợi cho đội chủ nhà ở giai đoạn cuối, thì cái đó chúng tôi đang xem xét và xử lý. Việc trọng tài Hà Anh Chiến thường xuyên mắc sai lầm, đặc biệt trong trận đấu có sự xuất hiện của FLC Thanh Hóa. Theo quan điểm của chuyên gia Trịnh Minh Huế, chưa chắc đó đã là những sai lầm thuần túy về mặt chuyên môn. Giải bóng đá mà lại câu lạc bộ lại đi tài trợ cho giải bóng đá. Thế thì ban tổ chức giải làm thế nào để đối với cái chỗ người ta tài trợ đấy? Giả dụ anh tài trợ tôi đến 5-6 tỷ thì làm sao để tôi cư xử với anh như thế nào, đúng không? Một giải bóng đá mà tất cả các ông chủ, rất nhiều ông chủ, rất nhiều giám đốc của đội bóng thì nằm trong ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam để điều hành giải bóng đá nữa. Anh có nghĩ là người Việt Nam mình mà mấy ông chủ đấy có công bằng không? Có trong sáng không? Và nếu như anh có trong sáng thật thì anh ngồi vào đấy làm gì để cho nó nghi ngờ anh? Theo trưởng ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi, dù ban trọng tài vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về trường hợp của trọng tài Hà Anh Chiến, ban trọng tài tạm thời sẽ cho trao còi trọng tài này đến hết lượt đi của mùa giải năm nay. Chúng tôi xin lấy phần trả lời phỏng vấn của huấn luyện viên Ngô Quang Trường bên phía Sông Lam Nghệ An để thay cho lời kết của phóng sự này. Quyết định đó hoàn toàn sai lầm, khiến chúng tôi mất chiến thắng. Trọng tài bắt thế, bảo sao bóng đá Việt Nam không phát triển được. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.